Xin chào mọi người, tên mình là Hùng, chủ sở hữu của Đại Gia Nguyễn, một doanh nghiệp cà phê. Mục tiêu của mình là giúp khách hàng cà phê của mình tăng số lượng khách hàng tiềm năng đến quán và duy trì sự phát triển. Nếu bạn có biết ai đang quan tâm đến việc mua cà phê hoặc mở quán, xin hãy giới thiệu cho mình. Rất cảm ơn mọi người. Chủ đề hôm nay là diễn viên Hoa hậu Giáng My, Á hậu Huyền My và Á hậu Hoàng My chia sẻ cách pha cà phê ngon bằng việc áp dụng phương pháp pha cà phê ngon của Trung Nguyên. Pha cà phê là một quá trình nghệ thuật. Khi được thực hiện đúng cách, nó có thể mang lại niềm sung sướng đích thực cho khách hàng. Với sự hướng dẫn của diễn viên Hoa hậu Giáng My, Á hậu Huyền My và Á hậu Hoàng My, chúng ta sẽ tìm hiểu về phương pháp pha cà phê ngon của Trung Nguyên và cách áp dụng nó để tạo ra những ly cà phê thượng hạng. Và đây là một số vấn đề khách hàng thường gặp. Thứ nhất, lựa chọn hạt cà phê. Khách hàng thường bối rối khi đứng trước hàng ngàn loại cà phê hạt khác nhau trên thị trường. Thứ hai, quá trình pha cà phê. Việc pha cà phê đúng cách là yếu tố quan trọng để đạt được hương vị tuyệt đối. Thứ ba là kỹ năng pha cà phê. Nếu không có kỹ năng pha cà phê, khách hàng dễ dẫn đến việc sản phẩm cuối cùng không đạt được chất lượng mong muốn. Có hai giải pháp để tạo ra một ly cà phê ngon. Thứ nhất là lựa chọn hạt cà phê. Để giải quyết vấn đề này, hãy tìm hiểu về các loại cà phê hạt khác nhau và đặc điểm của chúng. Trung Nguyên đã nổi tiếng với những hạt cà phê chất lượng cao. Hãy chọn loại hạt phù hợp với khẩu vị và theo hướng dẫn của Trung Nguyên để đảm bảo chất lượng. Thứ hai, quá trình pha cà phê. Để tận hưởng cà phê ngon, hãy áp dụng phương pháp pha cà phê ngon của Trung Nguyên như sau. Đầu tiên, chuẩn bị các dụng cụ cần thiết bao gồm máy pha cà phê, bình đun nước, cân đo ấm đun nước, bình lọc cà phê và ly cà phê. Tiếp theo, đo lượng hạt cà phê cần sử dụng dựa trên tỷ lệ đề xuất của Trung Nguyên. Ví dụ, một tỷ lệ thông thường là 1:15, tức là 1 gram cho 15 ml nước. Tuy nhiên, bạn có thể điều chỉnh tỷ lệ này theo sở thích cá nhân. Hãy đảm bảo nước dùng để pha cà phê có chất lượng tốt. Trong quá trình pha, chúng ta có thể áp dụng phương pháp pha cà phê đúng chuẩn của Trung Nguyên. Đầu tiên, hãy đặt bình lọc cà phê lên góc pha, sau đó thêm hạt cà phê để đựng được đo vào bình lọc và nhẹ nhàng lắc đều để đảm bảo cà phê đều. Tiếp theo, đổ từ nước nóng vào bình lọc để thay nước trong quá trình pha một cách chậm rãi. Đợi cho đến khi tất cả nước đã chảy qua bình lọc và cà phê đã kết hợp hoàn toàn. Cuối cùng, đổ cà phê đã pha vào ly và thưởng thức. Bạn có thể thêm đường hoặc sữa tùy theo khẩu vị cá nhân. Hay nhấp nháp và thưởng thức hương vị thượng hạng mà phương pháp pha cà phê Trung Nguyên mang lại. Thứ tư, niềm sung sướng sau khi áp dụng phương pháp pha cà phê của Trung Nguyên. Bạn sẽ trải nghiệm một số lợi ích và niềm sung sướng sau. Hương vị tuyệt vời. Pha cà phê theo phương pháp của Trung Nguyên đảm bảo rằng bạn có được một ly cà phê có hương vị tuyệt vời. Qua quá trình lựa chọn hạt cà phê chất lượng, tỷ lệ pha cà phê đúng và quá trình pha cà phê tỉ mỉ, bạn sẽ tận hưởng một ly cà phê đậm đà, mượt mà cân bằng. Hương thơm của cà phê sẽ lan tỏa từng giọt, khiến bạn thực sự thích thú và hài lòng. Trải nghiệm chuyên nghiệp tại nhà. Áp dụng phương pháp pha cà phê ngon của Trung Nguyên, bạn có thể tự tạo ra một trải nghiệm chuyên nghiệp tại nhà. Việc nắm vững các kỹ thuật pha cà phê sẽ giúp bạn trở thành một người am hiểu cà phê như diễn viên Hoa hậu Giáng My, Á hậu Huyền My và Á hậu Hoàng My. Bạn sẽ tự tin làm chủ quá trình pha cà phê và tạo ra những ly cà phê tuyệt hảo cho bạn bè và gia đình. Sự kết nối cà phê và thư giãn. Cà phê không chỉ là một loại đồ uống mà là một cách thể hiện tình yêu và sự chăm sóc đối với người khác. Khi bạn áp dụng phương pháp pha cà phê ngon của Trung Nguyên và chia sẻ niềm đam mê này với người khác, bạn sẽ tạo ra sự kết nối và thư giãn đặc biệt. Việc thưởng thức cà phê ngon cùng nhau sẽ tạo ra những khoảnh khắc ý nghĩa và tăng cường mối quan hệ. Sự hài lòng và sung sướng. Khi bạn tự đặt tay pha cà phê ngon và thưởng thức một ly cà phê hoàn hảo, sự hài lòng và sung sướng sẽ lan tỏa. Cuối cùng, pha cà phê theo phương pháp pha cà phê ngon của Trung Nguyên không chỉ là một quá trình đơn giản mà còn là một nghệ thuật. Áp dụng phương pháp này, bạn sẽ khắc phục được những vấn đề thường gặp và tạo ra niềm sung sướng đích thực sau khi thưởng thức cà phê. Đừng ngần ngại bắt đầu hành trình pha cà phê tuyệt vời của bạn. Tìm hiểu về các loại hạt cà phê chất lượng, lựa chọn đúng công cụ pha cà phê thích hợp và áp dụng phương pháp pha cà phê ngon của Trung Nguyên. Hãy lắng nghe những chia sẻ và hướng dẫn từ diễn viên Hoa hậu Giáng My, Á hậu Huyền My và Á hậu Hoàng My để trở thành một người am hiểu cà phê. Khi bạn thực hiện mỗi bước theo đúng cách, bạn sẽ tạo ra những ly cà phê đậm đà, thơm ngon và cân bằng. Sự hài lòng và sung sướng sẽ lan tỏa trong từng giọt cà phê bạn thưởng thức. Hãy tận hưởng, trải nghiệm, tạo ra những cốc cà phê ngon tại nhà và chia sẻ niềm đam mê này với những người thân yêu. Với phương pháp pha cà phê ngon của Trung Nguyên, bạn không chỉ thưởng thức một đồ uống tuyệt vời, những cốc cà phê ngon tại nhà và chia sẻ niềm đam mê này với những người thân yêu. Với phương pháp pha cà phê ngon của Trung Nguyên, bạn không chỉ thưởng thức một đồ uống tuyệt vời, những cốc cà phê ngon tại nhà và chia sẻ niềm đam mê này với những người thân yêu. Với phương pháp pha cà phê ngon của Trung Nguyên, bạn không chỉ thưởng thức một đồ uống tuyệt vời, những cốc cà phê ngon tại nhà mà còn tạo ra niềm sung sướng và hạnh phúc. Bắt đầu hành trình pha cà phê của bạn ngay hôm nay và khám phá vô số hương vị cà phê đẳng cấp.